bắt đầu ơi. Bảo mẹ cất vào cái túi này. Nó được vòng đầu thôi. Tí nữa thằng đấy hôm qua nhất, sau biết đấy. Qua được vòng đầu thôi, vòng sau là toàn biết thôi. Quý vị và các bạn đang được đến với bàn thi bơi 500m của các bạn mầm non năm cuối. Năm 2015 nhé. Năm nay các bạn bỏ đấy, chứ chẳng đâu. Thật đấy, 17 hơi nhiều, bơi cả 3, bơi 15, 16 thôi. Quay vòng 2 nào, quay vòng 2, Tuấn quay vòng 2, còn tí đuổi đi. Quay vòng 2, tí nữa quay luôn nào. Quay mà hàng ngày cháu vẫn cho nó bơi 3 người đấy. Con Vi nó bơi ít hơn, Vi không đỉnh này. Bạn Tây quay vòng 2 nào, Vi quay vòng 2 nào. Phong quay vòng 2 nào, Phong cố lên, rồi. Rất cân tài cân sức. Rồi, Hoan quay vòng 2 nào. Đường còn dài. Còn dài. Tuấn cố lên, Quang cố lên. Quay vòng 3. Tí quay vòng số 3 nhá. Tí cứ bình tĩnh, tí sẽ vượt. Tí vượt đấy, đuổi luôn đi nhớ. Quay vòng 3 nhá. Vòng bơi số 3. Cần phết rồi gì? Bàn tay chuẩn bị quay cho thầy vòng số 3 nhá. Rồi, cứ duy trì rồi nhá. Và Huy vẫn tốt, Huy vẫn tuyệt vời. Huy quay cho thầy vòng 3 nhá, Phong quay thầy vòng 3 nhá. Huy cứ chậm rãi bơi đi nhá. Huy nghỉ bao nhiêu lâu đấy? Ngoại này không cổ vũ Thảo ạ. Chờ trận chung kết. Bạn chơi có như Tuấn quay video này. Em quay về nhà nó kết quả ngay. Rồi rất tuyệt vời, ba bạn rất tuyệt vời. Nhanh hơn cả 12, 14 luôn. Làm quay quay vòng 4 nào. Mày vừa nhỏ khác còn đi tầm nhìn nhau. Tuấn quay vòng 4 nào. Còn đây cứ duy trì đều là được nhá. Đấy các bạn cứ duy trì đều nhá, đừng bơi nhanh quá mệt nhá, còn dài. Hoan vòng 3 nhá, hoan này là nhất rồi. Bạn Minh là chờ tốt nghiệp rồi nhá. Minh là thứ nhất chưa tốt nghiệp. Rồi tốt đấy, Quang với Tuấn này rất tuyệt vời. Quay vào thầy vòng 5 nhá. Này nhanh hơn vòng 24 nữa. Không loạn thi bọn này mà nhất này. Nhưng mà giờ hai bọn này nay thi thật to nó khác. Đấy, không nọ, Tuấn này là nhất này. Tuấn quay đằng nam nào. Hai. Đi giả nhau. Đi giả luôn. Thằng Quang bây giờ ngày trước không bao giờ nó thi đâu. Quang còn mạnh nhờ. Không bao giờ nó không giờ. Làm sao? Tuấn
sao? Bơi quay lại, quay lại, bơi về. Đấy, thấy chưa? Quay vòng năm là thôi, uống xong thì đổi tiếp. Bây giờ mẹ không uống nước thì đổi tiếp. Đổi tốt, cứ từ từ. Đổi tốt, uống nước làm một nước mới chứ. Không sao, đổi tốt. Còn tay quay thành vòng năm nhá. Rồi, chú ơi, uống xong đổi tiếp nhá. Rồi, ok. Rồi. Này, khi thấy nó có nước nữa đó. Nếu là bàn tay xin đi vệ sinh. Chồng nghỉ mời chọn, mời đi, không đi mấy các bạn nhé. Bởi hết rồi bạn. Bởi hết rồi. Bởi hết rồi, chậm rồi đúng không? Không bởi hết. Mà đứa nào hăng quá đua đua là cái lúc đầu như thằng cua kia kìa. Đứa uống nước này hăng quá đua lúc đầu là... Đấy con bơi mẹ con uống nước. Rồi Tuấn cứ từ từ bơi nhá. Đấy là vượt lại vượt hàng kia rồi. Rồi các bạn quay cho thầy vòng số 6 nhá. Tí quay vòng 6 nào. Phong quay vòng 6 nào. Huy quay vòng 6 nào. Tốt tốt. Đấy, hai đứa đây cũng kinh. Hay quá. Quá tuyệt vời luôn. Huy với Quang quay vòng 7 nhá. Ôi, bộ đấy này, nay nó thi nó mới vậy đấy. Ngoài hôm đang tập đang sang lắm. Cái thằng Quang Nhật Mạnh kia nó bắt nó thi, nó bơi ra một đoạn dưới giữa bể, nó cứ đứng nước ở chỗ bao nhiêu lâu. Nó thi nó xong rồi rụt lui cơ. Cánh nhau ra Quang ơi. Cách nhau ra. Đấy, cánh nhau ra bơi. Rồi đường còn dài, cứ từ từ, cứ bình tĩnh nhá. Trông vậy thôi nhưng vẫn còn đang hăng, vẫn đang kiểu đang tuổi hăng, vẫn chiến đấu đấy, tuổi chiến đấu đấy. Rồi cứ bình tĩnh Quang nhá, vẫn đều duy trì đều vào. Vòng 7. Tuấn quay vòng 7, Tuấn ơi, tí quay vòng 7 nào. Rồi cứ bình tĩnh Quang nhá. Tuấn quay vòng 7. Tuấn quay vòng 8 nào. Quang vòng 8 nào, Quang ơi vòng 8 nào. Con này bác bự kinh hết đấy. Con này mà kịp. Con này hôm trước thi với 24 nhưng vẫn đấy mà. Một số nhóm dưới đây là mình thua. Chưa đi học đấy, đoạn này chưa đi học đấy. Nhanh hơn nhỉ. Đoạn này bích mà vô địch. Bích có thi đâu, bích thi qua đó, bích thi thể 3. Bích may qua có giải, tưởng bích không được giải. Rồi, bà tí mình tính, tí vào đứng thứ 3 nhá. Mà tí ơi, sắp đuổi rồi nhá, cứ bình tĩnh, sắp đuổi rồi. Thanh niên này nghỉ xin uống nước một lúc này. Quay vòng 8 mà tí ơi, đuổi đi tí ơi. Ơi tăng lực cái, không may mày về lại quảng cáo cho hãng này. Vâng, thằng này nó vẫn chậm này. Okay. Ở nhà nó quyết tâm, nó quyết tâm giải nhất rồi mà. Nhất từ dưới lên. Phong Huy quay đầu nhá. Phong Huy vòng 8 nhá. Quang với Tuấn vòng 9 nhá. Nửa đường đấy. Vâng, con gái đấy. Tây quay cho thầy vòng số 8. Hoan quay vòng số 6 nhá, có Hoan là chậm hơn vòng.
Vâng, có mình nó người gái. Nhóm này mà cháu mà được bằng vây thành viên thi thì cháu cũng là cũng đông như vậy. Còn mấy đứa nữa nhưng mà nó chưa đủ điều kiện thi, nó mới đang ấy là mới bắt đầu biết bơi. Thằng này thì lâu lắm, thằng này nó bơi hơn nửa tiếng. Không ngoài rồi. Tuấn Quang cố lên nhá, đuổi nhau đi. Có còn nửa đường nữa nhá. Cách nhau là tí Quang ơi, cách nhau là Quang ơi. Đánh cầu thang là đạp tường cho nó mạnh nhá. Quay thầy vòng 10 nào, quay vòng 10 nào. Quang Tuấn quay vòng 10 nào, cố lên. Quang Tuấn năng nhất đấy nhá. Đâu thằng ấy chứ? Quang với thằng Tuấn. Quang Huy bên kia. Nhất đây, nó nhất đây. À. Tí cố lên nhá, tí vòng 9 rồi. Dạ. Có cho bơi chứ. Chả biết mà chú. Tí có vòng 10 nào, cố lên, sắp hoàn thành rồi. Trước công an xuống hỏi bỏ mốt khẩu trang. Còn các chị bơi đâu rồi không? Phong vòng 9 nhá, phong nhanh lên. Huy cố lên. Tuấn Quang quay nào, 11 nào. Cách nhau ra. Phong vòng 10 nhá, rất tuyệt vời, phong vòng 10. Huy cố lên, Huy ơi, bơi đấy chị Huy ơi. Huy vòng 10 nào. Huy vòng 10. Tôi có hết vậy, nó kịch tính. Cái thằng kia, sao nó sặc nước, nó nghỉ 30 giây rồi. Tôi quay vòng 10 nhá. Rồi, tôi rất cố gắng, các bạn bơi tiếp đều thời nhá, vòng 10 nhá. Nhà là đèo đấy. Thì nhóm kia nó lệch. Mà này nó đang tuổi kiểu nó vô tư ấy. Bố mẹ thần kích cái là nó bơi. Mình kích cái là bơi. Nhưng mình nghĩ thằng Tuấn kia nó sẽ thắng. Thằng đấy nó bơi ổn định hơn. Thằng này nó khỏe hơn, nó bơi không ổn định. 12 nhá, Quang với Tuấn 12 nhá. Cứ bơi đi, không nghỉ nghe thôi. Bạn Tí vào 11 nhá. Đã vào cái cuộc thi này nó gọi là quá đẳng cấp rồi. Nhà ăn chưa xong. Này còn chưa hiểu cơ. Hôm nay may nó thi nó còn vào, nó vào nếp, mọi hôm nó cứ bơi và chơi này. Có những cái Thảo này hiểu hơn rồi, với cả nó hay tập với cái bọn lớn này là nó phải nó bơi nó, và nó mang tính chuyên nghiệp hơn. Cả trong nhóm kia vậy, mấy cái đứa kia cùng thi với Thảo ấy cứ vừa bơi vừa chơi cũng hoài mà. Bao nhiêu vòng cái kia Thảo này nó cứ bơi vào vừa đủ. Tí quay vòng 12 thầy nhá, 12. Bạn Hoan vòng 9 nhá. Hoan vòng 9. Phong 11 nhá, Huy 11 nhá. 13, Quang Tuấn 13. Ơi. Chị Bích à? Thầy mất à? Đi tìm đi, thầy cứ biết ở đâu được. Bảo mẹ tìm cho.
Hoan quay thầy vòng 10 nhá Hoan nhá. Hoan quay vòng 10. Phong 12 nhá, phong quay 12 nhá. Hay quá. Tuấn Quang cố lên nhá. Đạp tường đừng nghỉ nhá, đạp tường đi. Quay thầy vòng 14 nào. Tuấn ơi quay luôn nào, 14 đạp mạnh cường vào. Cách nhau ra, cách nhau ra. Cách nhau ra, ôi nhìn nhau làm gì. Bơi đi Quang ơi, bơi đi. Ui đừng có bơi ngửa ông kia. Điều nghệ lắm. Vòng 14 nhá. Mặt tí vòng 13. Cái này phải vào 16 rồi. Con này nó bơi hơn 20 phút. Vâng. Bà bảo bơi 17 gì cho nó 15 thôi. Thôi kệ, nó cứ bằng cái anh đi cho nó. Lệch nhau có 1 năm. Thua rồi, Quang thua rồi. Và tí quay thầy vào 14 nhá. Tí vào 14 nào, 14 nào, 14 nào, quay đi, 14 nào. Tuấn quay luôn nhé Tuấn ơi. Tuấn quay luôn, Tuấn ơi quay luôn, Tuấn ơi quay luôn, Tuấn ơi. Tuấn ơi quay luôn, Tuấn ơi nó đuổi rồi. Tuấn 15 nhé, Tuấn còn 3 vòng nữa. Tuấn còn 3 vòng nữa nhé, Quang còn 3 vòng nữa đuổi đi Quang ơi. Tôi đã ra bể ác. Cho cậu, cho các em thi xong. Ôi Quang, quái Tuấn đi. Thôi mày, thằng này không đứng đấy. Ngoài hôm đứng chơi. Vâng, thế vậy mà không nhiều nhà cho đi học mấy hôm nữa đã cho nghỉ rồi. Đã thấy rèn này cả. Rồi, thấy vậy là xong rồi. Quay vòng 16 nào, 2 vòng nữa Tuấn nhá. Tuấn quay về bên này nữa là xong nhá. Quang ơi đuổi đi Quang ơi, còn 2 vòng cuối Quang ơi đuổi đi Quang ơi. Quang đuổi đi Quang ơi, 16 nào, 2 vòng nữa Quang ơi, 2 lần nữa. Đuổi luôn nhanh. Nhất rồi, đang nhất đấy, hơn thằng này. Phòng cuối anh cờ đấy xuống đúng phòng cuối này. Bốn mét của vị phòng cuối nhá. Chợt lắm, chợt mình lắm.
vòng cuối, vòng cuối nào, vòng cuối nào. Xong là kết thúc đi 100m của lớp 12 người ta. Tuấn ơi vào đích nào Tuấn ơi. Rồi xin được chúc mừng bạn Tuấn đạt giải nhất nha. Rất tuyệt vời, xin chúc mừng Tuấn. Quang ơi vào đích nào Quang ơi. Thở đi Tuấn, thở đi. Thở một lúc nữa không về. Tuấn thở đi không về. Mà đi bộ bên này Dâm Tuấn ơi. Bên này Dâm. Bạn Tuấn giải nhất nha. Quang ơi vào đích nào Quang ơi. Nhanh lên vào đích nào. Bạn tí lên về đích nào. Nhanh lên về đích nào, nhanh lên. Cố lên. Rồi xong Quang thở nha, Quang thở nha, Quang thở nha. Rồi xin chúc mừng Quang đạt giải nhì nha, Quang thở đi, Quang thở đi. Rồi, ba rồi. Bạn phong vòng 15 nhá. Hạ ơi, phong thứ tư kìa. Thở tiếp, thở tiếp, thở tiếp. Quang thở tiếp, sang đây, sang đây. Đây cho mát. Bước sang đây cho mát, Quang. Bạn tí về đích nào. Tí về đích nào. Rồi, xin chúc mừng bạn Tuấn nha. Và bạn tí là về thứ ba nha. Về thứ ba rồi. Tây còn 2 vòng nữa à? Chưa. Tây còn 2 vòng nữa thầy nhá. Rồi đủ rồi, ok rồi, hai bạn về đích rồi. Bạn Quang về nhì. Bạn Tuấn về ba. Tây 2 vòng nữa nào. Rồi bạn Tuấn kia về nhất. Thôi rồi, ok rồi, vậy là tốt rồi. Sao Tuấn nó đang thi để uống nước này. Làm thua đi mấy giây Tuấn ạ. Không có nửa phút rồi đấy. Đang thi để uống nước này. Hoan 13, chị Mối ơi, hoan 13. Hoan 13 đó. À 11 à. Này đã trường tốt nghiệp rồi. Huy còn 2 lượt nữa nha Huy nhá, cố lên Huy. Rồi Huy quay đầu còn 2 lượt nữa, 15 rồi, 16 nào. Rồi rất tốt, bạn Huy rất tốt. Huy Huy nó lâu ngày nó không tập kéo sò nó quên nên nó vẫn mười tốt rồi. Rồi rồi cứ chọn giải thôi đầy đủ nhá, tốt nghiệp. Đầy đủ là phải nhất đấy, cũng như cái dự tính. Cứ đi dự tính. Rồi, tốt rồi. Uống nước đi bẻ à? Uống nước đi bẻ. Cái này. Ơi. Xuống thở, xuống thở. Xong bơi rồi. Bơi cho lần thứ hai thôi. Tay vòng cuối nào, tay vòng cuối nào. Vòng cuối nào, vòng cuối nào. Vòng cuối nào. Phong về đích nào Phong ơi. Con không quay người nha. Phong về đích nào Phong ơi. Phong về đích nào. Phong thứ tư. Quá tuyệt vời luôn rồi.
Không về đích nào. Rồi, xin được chúc mừng bạn Phong giải tư nhá. Chúc mừng bạn Phong giải tư, Phong thở đi Phong. Tay ơi, tay về đích nào, tay về đích nào. Tay về đích nào, rồi xin chúc mừng bạn Tây đã hoàn thành nhá, 500m. Huy ơi, cố lên. Căng chân lên Huy ơi, căng chân lên. Huy về đích nào. Ba cầu cường lông anh đi phát lên đập nhưng các bạn quên may là cũng vẫn bơi. Huy về đích nào. Nó đạt rồi. Tầm hơn 26 phút. Dưới 30 phút là trượt. Bạn Hoan trượt rồi, bạn Hoan dễ trượt rồi. Rồi, Huy về đích nào, Huy về đích cái thời nào. Nhanh lên, ngoài người tay dài đó, vươn dài đó nào. Rồi, thầy chúc mừng Huy đã hoàn thành bài thi nhá. Chúc mừng Huy. Rồi, Huy thở thầy đi. Huy đạt rồi. Huy đạt rồi nhá.